những chiếc xe tải chở 100 tỷ tiền giấy này đang được vận chuyển đi. Chuyện xảy ra tiếp theo đây khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đột nhiên một chiếc xe Jeep màu trắng chèn vào giữa hàng, đi vào giữa hai chiếc xe chở tiền. Đội trưởng lập tức phát hiện ra điều bất thường. 01 gọi 03. 03 nghe, 03 nghe, phía sau xe chúng ta có một chiếc xe Jeep màu trắng. Phía sau xe chúng ta đang có một chiếc xe Jeep màu trắng. Biển số xe là 7851, đuổi chiếc xe đó ra khỏi hàng. 077, mau đuổi chiếc xe Jeep màu trắng phía sau ra khỏi hàng. Sau khi xe 07 nhận được mệnh lệnh, lập tức tăng tốc, đuổi chiếc xe Jeep ra ngoài. Không ngờ rằng chiếc xe màu trắng này lại cố vượt lên, sau đó lại chen vào hàng. Chiếc xe màu trắng sao lại xuất hiện rồi? Đội trưởng phát hiện có điều bất thường, lập tức hạ lệnh cao nhất. 03, mau lách xe ra khỏi hàng cho tôi. 044, lập tức lách chiếc xe Jeep màu trắng ra khỏi hàng. Xe 04 nhận được lệnh lập tức vượt lên ngang hàng, đánh lái về phía chiếc xe trắng khiến chiếc xe đâm sang bên đường. Kinh nghiệm nhiều năm của đội trưởng đã nói với anh rằng việc này không hề đơn giản. Anh lập tức báo cáo với bộ chỉ huy, yêu cầu lập tức điều tra thông tin về chiếc xe Jeep màu trắng. 02 lập tức điều tra giúp tôi. Một chiếc xe Jeep hiện đại màu trắng luôn đi theo chúng tôi. Đội trưởng, biển số xe là 7851. Không ngờ rằng tài xế lái chiếc xe trắng bị đụng trúng là một người phụ nữ. Cô ta đang gọi điện thoại. Tôi thực sự không thể theo kịp họ nữa. Họ đã ép xe của tôi ra ngoài rồi. Nhìn giống như là đang nhận sự chỉ đạo của ai đó qua điện thoại vậy. Người phụ nữ lập tức bình tĩnh lại. Được, tôi biết rồi. Đột nhiên một cảnh sát giao thông đến gõ cửa xe của cô ấy. Xin xuất trình giấy tờ xe. Tôi vi phạm gì sao? Kiểm tra bình thường thôi. Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của cô ấy phát hiện không có gì bất thường cả. Được, có thể rồi. Cảm ơn đã phối hợp, mời cô đi. Sau khi cô ấy đi khỏi, cảnh sát liền lấy điện thoại ra gọi điện. Alo, kiểm tra giúp tôi người tên là Tư Tiểu Kiều. Lúc này đoàn xe tải lại xuất hiện tình huống mới. Google Map đột nhiên biến thành một đoạn đỏ. Sau đó bộ chỉ huy truyền đến mệnh lệnh mới, lập tức điều chỉnh đường đi của xe tải. Lập tức điều chỉnh đường đi của xe tải. Có chuyện gì vậy ạ? Không phải là đã nói với chúng tôi rằng đi thẳng không dừng lại sao? Phía trước tắc đường. Phía trước tắc đường. Có lẽ chúng ta phải xuống một lát rồi. Lúc này đã không còn đường lui nữa. 8 chiếc xe chuyển tiền buộc phải dừng lại dưới cầu. 0303 cử người cảnh giác. Sau đó phó đội trưởng lập tức hạ lệnh, tất cả chú ý, xuống xe cảnh giác, xuống xe. Từng hàng cảnh sát vũ trang hộ tống đứng ngay ngắn hai bên chiếc xe vận chuyển tiền, bao vây chỗ này đến mức nước cũng không thể lọt. Tất cả mọi người tự động bật chế độ chiến đấu. Lúc này chủ quản của chiếc xe tải lấy bộ đàm nói, Hiệu Định, cậu lên phía trước xem thử đi. Anh nhanh chóng đi đến nơi xảy ra sự cố, lập tức hỏi người đi đường, cho tôi hỏi chút, anh có nhìn thấy tài xế đụng xe đâu không? Không thấy, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy. Không thấy sao? Đúng. Đột nhiên phía đội trưởng nhận được thông tin quan trọng. 0101, cảnh sát giao thông đã trả lời, chiếc xe Jeep đó là của một công ty, nữ tài xế là Tư Tiểu Kiều, là tạm trú, không có bất cứ tiền sử tiền án nào cả. Cậu nói là Tư Tiểu Kiều sao? Đúng lúc này chủ quản chạy về. Đội trưởng vội vàng đến hỏi, thế nào rồi, đã điều tra được nguyên nhân tắc đường chưa? Điều tra ra rồi. Là hai chiếc xe tải đâm nhau dưới chân cầu mới gây ra tắc đường. Có cảnh sát giao thông đến xử lý sự cố không? Còn chưa đến 10 phút nên cảnh sát giao thông chưa đến kịp, càng thêm tắc đường. Điều kỳ lạ là hai bên đụng nhau không hề có thương vong. Hơn nữa tài xế gây tai nạn đều đã rời khỏi hiện trường. Nghe được thông tin này, trong lòng đội trưởng rất lo lắng. Không thể ở đây thêm một phút nào nữa. 8 chiếc xe tải đang chở 100 tỷ tiền mặt này đang bị tắc đường ở dưới cầu. Cảnh sát vũ trang đã bao vây toàn bộ nơi này, ngay lập tức bật chế độ chiến đấu. Đội trưởng lập tức tra hỏi tình hình, thế nào, đã điều tra ra nguyên nhân tắc đường chưa? Điều tra ra rồi, là hai chiếc xe tải đâm nhau dưới cầu gây ra tắc đường. Điều kỳ lạ là hai xe đâm nhau nhưng không có bất cứ thương vong nào. Hơn nữa tài xế gây tai nạn đều đã rời khỏi hiện trường. Không thể ở đây thêm một phút nào nữa. Khi đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một ông già xuất hiện. Ông tốt bụng chỉ huy giao thông. Khi ông ấy đang điều khiển giao thông thì cấp dưới đột nhiên đến báo cáo nói đã tìm được một đường ra khác. Phía trước có một đường rẽ, bên cạnh có đại lộ cấp 3, thế nhưng đã bị bỏ rồi. Nhưng tài xế nói có thể đi được. Khi hai người đang nói chuyện thì ông lão kia đột nhiên đi đến, lập tức bị cảnh sát vũ trang phát hiện ra. Đứng lại, ông làm gì vậy? Người nhà cả, người nhà cả. Không ngờ ông ấy vừa mở miệng đã đòi nói chuyện với đội trưởng. Sau khi đội trưởng phát hiện ra, ông ấy liền lập tức đi tới. Ông ấy lập tức nói, đường rẽ phía trước có thể đi được. Đội trưởng nhìn về phía xa sau đó nói một tiếng cảm ơn, lập tức ra lệnh, tất cả lui về, chuẩn bị lên xe. Tất cả rút quân chuẩn bị lên xe. Không ngờ rằng 8 chiếc xe tải cứ như vậy lái vào đường làng. Sau khi đi vào con đường nhỏ hẹp, bầu không khí căng thẳng bỗng ập đến. Trong xe vận chuyển, đột nhiên chủ quản nhận được điện thoại. Đúng, tắc đường rồi. Bọn tội định đi theo con đường số 2 ơ. Đột nhiên đội trưởng quay sang nhìn chủ quản nói, sao anh lại biết? Đi con đường nào đều là tôi quyết định tức thời. Tôi còn có 2 con đường lựa chọn, lẽ nào tôi đoán sai sao? Đội trưởng nhìn anh ta hỏi tiếp, Tư Tiểu Kiều thế nào rồi? Tôi không biết. Không phải tôi nói với anh là chúng tôi đã chia tay rồi sao? Hóa ra nữ tài xế xe Jeep thách thức trước đó chính là bạn gái cũ của chủ quản. Chủ quản bối rối một lúc, sau đó hỏi đội trưởng,
Sao lại nghĩ đến cô ấy thế? Không có gì. Đúng lúc này đội trưởng nhìn vào bản đồ, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, lập tức hạ lệnh. Toàn đội tăng tốc, thoát khỏi chiếc xe phía sau. Anh sao thế, chưa từng thấy anh căng thẳng như vậy. Kinh nghiệm nói với tôi rằng, tình hình có chút bất ổn. Đội trưởng vừa dứt lời thì chiếc xe dẫn đầu đột nhiên dừng lại, chiếc xe tải phía sau cũng phanh gấp. Người trong xe suýt nữa ngã nhào về phía trước, cảnh sát vũ trang dẫn đầu lập tức xuống kiểm tra. Bánh xe đã bị thủng, trung đội trưởng lập tức báo cáo. Đội trưởng, xe thủng xăm rồi. Nhanh chóng thay lốp. Rõ. Nhận được lệnh của đội trưởng, họ lập tức bắt đầu hành động. Tất cả cảnh giác. Dừng, xin lỗi không thể qua. Lúc này nữ tài xế của chiếc xe bên cạnh đột nhiên làm loạn. Các anh không đi được thì cũng không để người khác đi sao? Tôi còn có việc. Cùng với bầu không khí căng thẳng khi thay lốp, đội trưởng Linh cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức gọi điện. Đội cảnh sát hình sự, tôi gặp đội trưởng Ngô Đại một chút. Trên đường đi chúng tôi gặp phải hai phiền phức. Vị trí bây giờ của chúng tôi là km số 2 của đại lộ số 2. Trong khi đợi đội cảnh sát thì đột nhiên lại phát sinh tình huống mới. Họ móc ra được từ lốp xe một chiếc đinh đặc chế. Đội trưởng nhận được tin lập tức đến kiểm tra. Trong lốp xe phát hiện ra cái này. Sau khi nhìn thấy chiếc đinh, đội trưởng lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Lập tức ban hành lệnh mới nhất, bây giờ tôi sẽ phân nhiệm vụ cụ thể. Đội 1 phụ trách cảnh vệ. Bất luận là xảy ra tình huống gì thì cả người và xe cũng không được rời khỏi đây. Đội thứ 2 là đội hành động, cậu phụ trách. Xuất hiện tình huống gì chủ động tấn công, hơn nữa phải ra tay thật mạnh. Đội thứ 3 là đội tự do. Rõ. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong, đội trưởng nhanh chóng đến bên cạnh tay bắn tỉa, Cừ Tiểu Chu, ẩn nấp bắn tỉa. Rõ. Cát lệnh. Đi theo tôi. Không ngờ khi đội trưởng vừa bố trí nhiệm vụ xong, thì thuộc hạ vội vàng hét lên. Đội trưởng. Anh nhìn ở cánh đồng ngô. Đội trưởng quan sát kỹ, trong cánh đồng ngô có một bóng đen đang di chuyển rất nhanh. Thấy tình hình bất ổn, đội trưởng lập tức hạ lệnh. Tất cả chú ý. Cảnh giác cấp độ 1. Sau khi bật chế độ cảnh giác cấp độ 1, đột nhiên từ phía xa, trên bầu trời xuất hiện một vật thể gì đó. Đội trưởng lập tức cảnh giác cao độ. Đúng lúc này, từ chiếc xe con bên cạnh, một khẩu súng từ từ thò ra.